Cảm ơn bạn Châu Vi nhé. Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì Hằng sẽ giới thiệu cho các bạn một người bạn của Hằng, chính là trợ lý ảo Châu Vi trên chiếc điện thoại Vivo V19 này. Có rất là nhiều người trong chúng ta chưa biết đến bạn Châu Vi. Thật sự thì trong cuộc sống bận rộn hiện tại thì chúng ta sẽ luôn cần một người bạn đồng hành nè, nhắc nhở chúng ta những cái chuyện dù là rất là nhỏ nhưng mà cũng vô cùng quan trọng đó nha. Và ngày hôm nay thì Hằng sẽ giới thiệu đến các bạn trợ lý Châu Vi trên chiếc Vivo V19. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá hai sự trợ giúp vô cùng lớn và quan trọng của chiếc điện thoại Vivo V19 với trợ lý ảo Châu Vi nhé. Trước hết, để có thể ghé thăm bạn trợ lý ảo Châu Vi trên điện thoại Vivo V19, các bạn sẽ vuốt từ trên xuống để vào thanh thông báo. Và các bạn sẽ nhìn thấy ở phía góc trên bên tay phải có một cái nút tròn tròn hình màu trắng xanh tím như thế này, chúng ta sẽ nhấn vào nha. Như vậy là có thể vào giao diện của trợ lý ảo Châu Vi rồi. Như các bạn có thể nhìn thấy thì lợi ích đầu tiên của chúng ta đó chính là Châu Vi sẽ có thể quản lý được cái thời gian sử dụng ứng dụng và đồng thời là giúp cho chúng ta có thể cài đặt cái chế độ bảo vệ mắt nè. Ví dụ như là đây, mình sẽ click vô cho các bạn xem, đó là chúng ta sẽ có thời gian sử dụng màn hình là trong bao nhiêu lần nè, thời gian mà chúng ta nhấc điện thoại lên là bao nhiêu lần, thời lượng xem trung bình là bao nhiêu phút. Nói chung là trợ lý ảo Châu Vi thì sẽ nhắc nhở chúng ta cho cái việc là sử dụng những cái ứng dụng ra sao, bạn sử dụng ứng dụng nào nhiều nhất, và thậm chí đó là bạn có thể đặt giới hạn sử dụng ứng dụng hàng ngày luôn. Mình lấy ví dụ như là đối với những người mà có thói quen nghiện Facebook, lướt Facebook quá nhiều lần trong một ngày thì chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt cái thời gian hạn chế. Một ngày thì mình chỉ được lướt Facebook 2 tiếng thôi chẳng hạn. Như vậy là mình có thể hạn chế được thời gian sử dụng những cái ứng dụng không cần thiết để dành thời gian để chúng ta có thể tập luyện thể thao hoặc là làm những cái việc khác quan trọng hơn. Bên cạnh đó thì như các bạn có thể thấy đó là Châu Vi còn có cả cái chế độ bảo vệ mắt ở bên dưới cái phần mà thời gian sử dụng luôn, để cho chúng ta có thể cài đặt một cách rất là tiện lợi bảo vệ mắt của chúng ta trong khi mà chúng ta phải sử dụng điện thoại quá lâu hoặc là quá nhiều lần trong một ngày. Kéo xuống ở bên dưới thì các bạn sẽ thấy một cái lợi ích thứ hai rất là lớn mà Châu Vi mang lại cho chúng ta, đó chính là về sức khỏe. Tại sao mình lại nói về sức khỏe nhỉ? Bởi vì là các bạn có thể thấy đây, trước hết nó sẽ liên quan đến việc là uống nước và tập luyện thể thao. Trong một ngày thì chúng ta cần phải uống đủ 2 lít nước thì cơ thể mới khỏe mạnh được, đúng không? Và đối với những người mà hay quên uống nước, bận rộn giống như mình đây thì Châu Vi thật sự rất là hữu ích. Chúng ta sẽ có thể đặt được một cái kế hoạch nè, để xem là chúng ta cần phải uống nước khi nào, uống nước bao lâu, và Châu Vi sẽ tự động nhắc nhở chúng ta. Cứ hệ Châu Vi báo lên là mình uống nước, như vậy thì chúng ta sẽ nạp đủ lượng nước cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, các bạn luôn luôn mang theo điện thoại bên người khi mà chúng ta đi bộ, chúng ta đi làm hoặc là thậm chí là chúng ta tập luyện thể thao nghe nhạc bằng Vivo V19 thì chiếc điện thoại này cùng với trợ lý ảo Châu Vi sẽ có thể theo dõi và phân tích cái chế độ tập luyện của chúng ta luôn. Ví dụ các bạn sẽ vào đây, mình thiết lập nên một cái chương trình tập luyện về cái giới tính, chiều cao và trọng lượng của mình một cách phù hợp nè. Và sau đó là Châu Vi sẽ có thể đếm được bước chân hàng ngày của các bạn nè, phân tích được tốc độ, quãng đường, thời gian và số kilocalo tiêu hao. Đồng thời là Châu Vi thậm chí có thể quy đổi được cái số lượng kilocalo tiêu hao tương đương với cái số lượng thực phẩm mà các bạn đã nạp vào. Như vậy là chúng ta sẽ có thể thiết lập được một cái chế độ tập luyện hợp lý để chúng ta có thể giữ được một cái vóc dáng cho thật là săn chắc, khỏe mạnh nhé. Đặc biệt là đối với những bạn mà yêu thích thể thao và có thói quen chúng ta xem bóng đá, bóng rổ, các sự kiện thể thao thì Châu Vi còn nhắc nhở chúng ta xem là chúng ta sẽ có những cái sự kiện thể thao nào để nhớ mà theo dõi đón xem nữa. Như vậy là nhờ có trợ lý ảo Châu Vi mà các hoạt động mà liên quan đến sức khỏe của mình đã được nhắc nhở một cách cẩn thận mỗi ngày. Đồng thời đó là chúng ta có thể lên được một cái kế hoạch sử dụng điện thoại thật là hợp lý, những cái ứng dụng thật là hợp lý và quản lý tốt thời gian của mình để làm việc hiệu quả hơn. Vậy thì các bạn ơi, các bạn nào mà đang sử dụng điện thoại Vivo thì hãy nhớ là đừng quên ghé thăm bạn trợ lý ảo Châu Vi để chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng smartphone nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem, hy vọng rằng thông tin này bổ ích đối với các bạn. Vivo.